Xin chào bạn, chào mừng quay trở lại kênh Roam máy tính. Video này tôi sẽ giúp bạn là cách backup Wi-Fi ROM của con máy Redmi Q5 Pro, Redmi Q2 Pro 5G nhé. Đây mã của nó RMX2173 và 5G, 8GB RAM và 128GB ROM. Các file backup ROM này thì nó quan trọng khi các bạn là lỗi ROM, bạn không có file trên mạng thì các bạn có thể sử dụng luôn. Mình sẽ để cái file ROM ở bên dưới link mô tả nhé. Để thực hiện thì đầu tiên ta sẽ tắt nguồn và chuẩn bị dây cáp cho mình nhé. Dây cáp USB theo máy hoặc là dây cáp xịn nhé. Tôi sử dụng cái tool Bluetooth này, ta sẽ vào tab MediaTek này, vào dòng này này, ta sẽ vào board device này. Rồi bây giờ ta sẽ để tăng giảm cảm cáp nhé. Để tăng giảm âm lượng cảm cáp này. Rồi bây giờ ta sẽ để xuống và không đụng chạm nhé. Rồi nó bót được rồi. Bây giờ ta sẽ chọn vào cái dòng Redback này nhé. Ta chọn vào Skaker ROM hoặc bạn Full Doom, bạn chọn thứ hai nhé. Tôi sẽ chọn về cái thư mục mà mình cần review ROM này. Tôi sẽ select folder. Bây giờ nó sẽ tự động chép hết các bạn ROM ở trong này ra, sau bạn nén lại và chia sẻ lại mạng thôi. Tôi sẽ không quay hết vì cái video nó khá là dài, nén khá lâu, tải khá lâu. Tôi sẽ để cái link cái video bên dưới này nhé, link tải cái này ở bên dưới video này, bạn có thể tải về và sử dụng nhé. Rồi video thì tôi xin tạm dừng tại đây. Các bạn nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh hộ mình nhé. Chào các bạn.